Hoàng Nhật xin chào cả nhà. Ngày hôm nay lên sóng phục vụ cả nhà chiếc máy lọc khí Panasonic em vừa về trong cái lô mới ngày hôm nay. Đây là cái con có mã là VXE60. VXE60 các bác. Con này thì các bác có thể dùng cho phòng khoảng 40 mét vuông đổ lại. Đây là một cái mẫu máy mặt dâng cánh vẫy. Rất là thông dụng, phổ biến. Thông dụng phổ biến của hãng Panasonic. Con này hình thức còn rất là đẹp này các bác này. Công nghệ Eco này. Con này Nano E còn báo lên cái đèn trên này nhé. Con này tắt bật Nano luôn này. Này. Báo phần trăm độ ẩm này. Eco Navi này. Các chế độ lọc khí bù ẩm này. Điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy này. Đây phải tắt Eco thì các bác mới chỉnh được nhé. Vì đây nó là chế độ. Khi các bạn ấn chế độ này thì bắt buộc phải tắt Eco đi vì nó là chế độ chỉnh tay. Đấy, còn khi để Eco này thì nó sẽ tắt cái đèn đi và nó chạy tự động. Nhưng một con máy hình thức còn rất là đẹp, công nghệ Nano E khử khuẩn, vỏ màu trắng tinh nguyên bản đấy ạ. Trắng như sơn luôn. Con này vỏ nguyên rất là đẹp. Hình thức nói chung là con này không phải bàn rồi. Dùng cho phòng khoảng 40 mét vuông trở lại. VXE60 54W. Con này thì em bán là 2,4 triệu nhé. Giá 2,4 triệu bảo hành 1 năm. Để mã số 1. Để. Màng HEPA con này thì còn hàng zin này còn rất là đẹp này, con này. Màng nó rất là trắng nhé. Để. Màng zin này. Màng than hoạt tính rất là dày này. Khử mùi một con Panasonic VXE60. Đối với dòng máy này thì các bác có thể dùng bù ẩm lọc khí như cái ngày hanh khô. Đấy, mình dùng bù ẩm. Hoặc là dùng phòng điều hòa. Cái này là khu vực bình nước bù ẩm. Bình rất là to. Màng tạo ẩm cũng rất là mới này các bạn. Khay nước khá đẹp. Hai triệu tư cho một chiếc máy lọc khí Panasonic VXE60. Tình trạng còn rất đẹp. Bảo hành 1 năm. Mã số 1. Test 1.2.5. Cái này lọc không khí giá khá là tốt ạ. Cũng như con này tại cái thời điểm cách đây mấy tháng em bán là 3,2 triệu đến 3,5 triệu. Thì nhập cao thì bắt buộc phải bán cao thôi. Giờ này nhập rẻ thì lại bán rẻ làm sao mà gọi là lấy công làm lãi thôi. Lấy một vài trăm nghìn công làm lãi thôi các bác nhé. Chứ còn tầm này với cái giá này thì cái lợi nhuận nó gần như là không được bao nhiêu. Cho nên em bán đúng giá các bác thông cảm. Là như vậy. Đây, bộ pin 2.5 PM đang ở mức số 62 này. Giá bán 2,4 triệu cho một chiếc máy này, rẻ đi so với trước khoảng 1 triệu. Con này rất là đẹp, màng nó rất là dày. Chất lượng không khí sau khi qua máy qua bộ màng này các bác nhé. Các bác nào có nhu cầu chốt con này các bác liên hệ nhé. Giá 2,4 triệu, bảo hành 1 năm, chưa phí vận chuyển, đã đấu biến áp điện 220V rồi. Chào các bác.